Đường Vũ Lân, cơ hồ là từ trong hàm răng của hắn bài trừ ra bà chữ kia. Trương Quan Dương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt oán độc dường như cũng có thể hóa thân thành u minh hỏa diễm bốc cháy liên tục. Báo cáo tháp chủ, truyền linh sứ đại nhân đã đến. Phía ngoài truyền linh thăm thuộc hạ có một chút lườm lớp lo sợ hướng về Trương Quan Dương thông báo. Truyền linh sứ nghe được bà chỗ kia, Trương Quan Dương trên mặt oán đồng dần dần thu liếm lại vài phần, thở sâu bình phục thoáng một phát tâm tình của chính mình. Thân phận của truyền linh sứ này rất đặc thù. Trước khi nàng đến, Trương Quang Dương liền nhận được thiên cổ đồng phòng hồn đạo thông tấn, xin hắn cần phải bài chiếu cố kỹ lưỡng vị này. Nghe nói vị truyền linh sứ này đối với truyền linh tham còn có cống hiến to lớn. Cụ thể là cái gì, Trương Quang Dương cũng không biết, đó là truyền linh tham tối cao cơ mật. Nhưng mà Trương Quang Dương biết chuyện, vị truyền linh sứ này chính là thiên cổ đồng phòng tâm nghi tổn tức phụ người lựa chọn. Tương lai thiên cổ đồng phòng ảnh hưởng rất lớn nhiệm vụ, biết rõ ràng mấy ngày nay đã đến tỉnh La Thánh, không nghĩ tới nhưng mà trước là nhanh như vậy đã đến. Mở đường phòng họp, mặc âm trầm, Trương Quang Dương lúc này trầm giọng nói. Vâng, tháp chủ. Làm Trương Quang Dương lại ở trong phòng họp này nhìn thấy vị kia, tại truyền linh tham tổng bộ đã rất có danh vọng truyền linh sứ lúc đó, cũng không nhịn được mà kinh diễm xuống. Khó trách thiên cổ đồng phóng mong muốn trong lòng, làng vì mình tổn tức phụ, cô lương này đúng là rất xinh đẹp, chính mình lớn như trẻ tuổi mấy thập niên, sợ rằng cũng phải vì nàng mà hấp dẫn. Hơn nữa Trương Quang Dương có thể rõ ràng cảm nhận được, tại vị này tóc bạc tử nhãn thiếu nữ chung quanh thân thể, như ẩn như hiện ra có gan sền sệt cảm giác, đều rõ ràng là đậm đà nguyên tố chấn động. Nhìn qua bất quá thanh niên hơn 20 tuổi, trên thực tế chắc chắn chính là hơn 20 tuổi mà thôi, dĩ nhiên đã tới tu vi như vậy, cái này thật sự là chính là hiếm thấy. Xin chào trưởng tháp chủ, cô Nguyệt Na lúc này có một chút khom người, hướng trước mặt của trường qua giường hành lễ. Tại truyền linh tháp, địa vị tối cao chính là một vị tháp chủ, hai vị phó tháp chủ cùng với tứ đại truyền linh sứ. Cô Nguyệt Na hiện tại đã là truyền linh sứ chân chính cao tầng, nhưng luận định tu vi so với trước mặt Trương Quang Dương còn thấp ra một bậc. Trương Quang Dương lúc này ở trên mặt đã thêm vài phần dáng tươi cười. Truyền linh sứ không cần khách khí, đường xa đã đến khổ cực, không biết lần này tháp trưởng có thể có gì phân phó. Cô Nguyên là nặc nặc đầu, cũng không ở trò có gì phân phó cả, chỉ là chúng ta chưa từng tới bao giờ đấu linh cùng với tinh la hai nước, báo cáo công tác trở linh giữ về sau, sao lý hắn đến đây tiếp. Trương Quang Dương biết, lại nghe lên tiếp tục ra trực tuế cùng với dò xét, tổng bộ bên kia kỳ thực sẽ là phái ra người tiến hành điều tra, cái cô nương này đến đây điều tra, không thể nghi ngờ là muốn lưu mảnh tư lịch, tương lai rất có thể sẽ là đi đến vị trí cao hơn. Dùng tính cách của thiên cổ đồng phóng, chỉ sợ vị trí của vị tháp chủ này là muốn ngã ngồi chết mà thôi. Như vậy, nàng có thể kế thừa đấy và là lãnh sao thủ chịu rồi. Nghe nói truyền linh sứ là lãnh đệ tử của tháp chủ, Trương Quang Dương lại nói. Đúng vậy, nhận được ân sư dạy bảo mới có cổ Nguyệt Na ngày hôm nay. Cổ Nguyệt Na lúc này thản nhiên nói, đồng thời cũng đang quan sát trước mặt của Trương Quang Dương. Tuy rằng Trương Quang Dương đã làm che dấu vết tốt lắm, nhưng bằng vào làng tinh thần lực lượng, vẫn có thể cảm giác được, lúc này trên thân của vị tháp chủ này tràn đầy lệ khí. Ngũ thần chỉ quyết sao? Mới vừa rồi đến tinh la đế quốc, cô Nguyên Na lúc này nghiền nghe nói quá tình huống của ngũ thần chỉ quyết, nàng cũng đồng dạng không nghĩ tới. Đường Vũ Lân sẽ ở trong tinh la đế quốc cho thế thân phận, đây không phải là phòng khách của hắn, mà lại là bị tinh la đế quốc tính kế đi. Chẳng qua là ngũ thần chỉ quyết này áp lực lượng quá lớn, có một chút lớn đi, nhưng đáp ứng ngược lại cũng là phong cách của hắn. Hắn cho tới bây giờ đều là chịu khó tiến lên trên đấy, cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là làm không có khả năng. Phía trước đến tinh la thành trên đường, thông qua xe tải hồn đạo TV, nàng xem Trương Quang Dương cùng với Đường Vũ Lân trận chiến ấy. Hai thắng liên tiếp, ngũ thần chỉ quyết hai thắng liên tiếp, hắn lại lớn lên trên, thực lực tăng lên trên, tốc độ thậm chí đã vượt qua phán đoán của chính mình. Hắn thật sự trở lên không giống nhau. Trong lòng của cổ Nguyệt Na tràn đầy vui mừng, nhưng mà mang theo một tiếng nhàn nhạt đắng chát, hắn càng ngày càng cường đại, lại càng có thể trở thành địch nhân của chính mình. Trước mặt là chính mình khống chế được thân thể, còn đỡ một ít, chờ cho cổ Nguyệt tỉnh táo trở lại, trên thân của nàng lường đèo như vậy trách nhiệm lặng nề, còn có thể nhiều chính mình như vậy lạnh nhạt chỗ này hay sao? Ca, ngươi cần phải phát triển ra nhanh hơn một chút, ít nhất tại tương lai không lâu, phải có thể tự bảo vệ được chính mình mới được. Vừa rồi truyền linh sư có nói, lần này còn muốn đi đấu linh đế quốc, hắn đã đi qua. Trương Quang Dương lúc này như là đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hướng cổ Nguyệt Na hỏi.
Cô Quenna nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, đã đi qua. Chẳng qua là không nghĩ tới vừa rồi đuổi kịp đường môn hướng chúng ta khai chiến. Lúc mà ta đi, chiến đấu đã kết thúc rồi. Tình huống không thể lạc quan. Hiện tại chúng ta chuyển đình thăm tại Đấu Linh Đế Quốc thừa nhận áp lực cực kỳ lớn. Rất nhiều đệ tử cũng đã bị hạn chế hành động. Cũng bởi vì như vậy, cho nên ta tới thời gian mới muộn đi một ít. Trương Quang Dương lạnh rên một tiếng. Viễn Đạn Tiểu Quốc cùng với đám chủng với ta chuyển lệnh tham chúng lại, cùng với liên bang đại quân đến thời điểm, xem bọn hắn còn dám như thế nào. Đấu Linh Tinh La sớm cũng không liền tồn tại. Chuyển lệnh tham tại liên bang bây giờ là như mặt trời giữa trưa. Nếu như Tinh La Đế Quốc cùng với Đấu Linh Đế Quốc bị liên bang tiêu diệt, như vậy thì chuyển lệnh tham cũng tất nhiên sẽ là thụ ích xả. Trương Tháp Chủ nói đúng lắm. Cô Nguyên Na lúc này nhàn nhàn phụ họa nói. Trương Quang Sơn lúc này đúng là tâm tình hết sức không tốt thời điểm, cũng sẽ không nghĩ cùng với cổ Nguyệt Na nói thêm gì nữa. Chuyện linh sứ đường xa đã đến chắc chắn là cũng mệt rồi, trước hết nghỉ ngơi một chút đi, mượn một lúc thời điểm ta thiết yếu ra khoản đá chuyển linh sứ. Được, cảm ơn Trương Tháp Chủ thịnh tình chiếu đãi. Cổ Nguyệt Na lúc này đúng lúc đứng ở lên trên, lần nữa hành lễ với Trương Quang Dương, về sau tại các công tác nhân viên cũng đi ra. Nhìn bóng lưng của nàng, không biết vì cái gì, Trương Quang Dương đột nhiên đã cảm giác một tia cảm giác quen thuộc. Từ trên thân của nàng, có một loại khí chàng lại để cho vị này chuyển linh tháp phó tháp chủ cảm thấy có một chút quen thuộc. Hai thắng liên tiếp, đường môn môn chủ thật sự lợi hại. Tại trên ngũ thần chỉ quyền đã lấy được hai thắng lợi liên tiếp. Hắn hồ linh thật sự quá cường đại, ta thích nhất cái thứ nhất. Cái kia kìm lóng thật sự là quá huyễn khốc rồi. Còn chưa thấy qua như vậy lòng đầu rồi. Còn có sòng giác ngũ trảo, toàn thân đều là ánh vàng rực rỡ lần phiến. Mặc dù không có cánh, nhưng tốc độ phi hành như trước cực kỳ nhanh. Đã liền u mình diễm tố cũng đỡ không nổi công kích của nó. Ta vẫn ưa thích cuối cùng cái tiền đại gia hỏa kia, cỡ nào ủy vũ khí phách đấy, cái kia cao độ sợ rằng phải có 100 mét rồi, cái khác ta không biết, nếu luận về thể tích, chỉ sợ không có gì hồn linh có thể so với nó đấy. Thôi đi, các người biết cái gì, chính thức lợi hại, hắn là cái kia nhân hình hồn linh mới đúng, có thể hóa thân hình người, đây là hung thú tầng thứ tồn tại, các người không thấy trên thân của đường môn chủ, có màu cam kim sắc hồn hoàn, kể cả màu lục kim sắc hay sao, hắn chính là cái này hồn linh cung cấp, tuy rằng nhìn qua hắn đều không có trực tiếp ra tham dự chiến đấu, nhưng mà hoàn toàn có thể tưởng tượng, trận này thắng bại mấu chốt liền trên người của hắn rồi, lôi minh diêm ngục đằng kia phải là bị hắn hàng phục. Ha ha, ló lên lôi minh diêm ngục đằng thật đúng là khôi hài. Chuyển linh tháp trưởng tháp chủ tại trên hồn linh chi chiến ngày, ngay cả chính mình hồn linh đều làm phản, mới lập tức bị người lợi nhuận ra thế cục. Không biết hắn phải có bao nhiêu phiền muộn đấy. Phải, cầu cho trưởng tháp chủ tâm lý áp ảnh ra diện tích. Các người những thứ này người xấu, người ta trường tháp chủ đã quá đáng thương rồi, người không thấy cuối cùng đều là thẹn quá hóa giận vi phạm quy tắc ra tay với đường môn môn chủ hay sao, cũng đã là bị đường môn môn chủ trực tiếp đánh lui, cái này là thực lực, đường môn môn chủ quá tuyệt vời, thực lực gì gì đó cũng không trọng yếu, xoáy mới là chân lý, đường môn môn chủ đẹp trai, đã đến kinh thiên động địa rồi đó, ta lên vì hắn mà sinh con. Mề trai, ta chỉ hy vọng rằng có thể cùng với đường môn môn chủ một cuộc sầu chiến miên tình yêu là được rồi. Ít nghĩ đến đi, triền miên khó lường mới đúng chứ. Cái loại tiếng nghị luận này hầu như quyết định ra chỉnh đốn Tinh La Đế Quốc tùy ý có thể thấy được. Có quan hệ với đường Vũ Lân, tất cả loại tin tức bị lưu truyền ra sôi sùng sục. Ví dụ như là hắn ở đây bàn bạc trước một ít âm thanh cảm tá, khiến cho ở đây đều tất cả mọi người đều có tâm linh bị tẩy rửa cảm giác, cũng đã mở rộng đã trở thành chữa khỏi tâm bệnh. Ưu tú hình tướng, cường đại bồi cảnh gia và thực lực, thời gian mấy ngày qua ngắn ngủi bên trong, đường Phụ Lân cũng đã ở trong thành Tinh La Đế Quốc nổi tiếng nhân vật. Hơn nữa đối với sắp đến rồi cuộc tranh tài thứ 3, dân chúng ít nhất thì là càng thêm mong đợi. Hoàng Ngưu Đảng đã luyện tích, ngũ thần chi quyết phía sau vé vào cửa, đã không thể nào dùng một chuyến khó cầu để hình dung, cho dù là một ít đại quan hiếm quý, hiện tại cũng đã bắt đầu vận dụng ra tất cả các loại thủ đoạn đang tìm mua vé. Trên chợ đen, một tấm vé vào cửa đã bị lẳng xê đã đến gấp 100 lần giá cả, có thể thấy được ngũ thần chi quyết sức hấp dẫn lớn đến mức nào. Hiện tại đường Phụ Lân không giống như là một vị hồn sư, đến càng giống như là một vị minh tinh, ít nhất hắn còn chưa từng đoạn bại lúc trước. Thanh danh của hắn lúc này đã đang kéo dài tăng lên trên bên trong lúc nhất thời danh tiếng vô lượng. Rất nhiều người đều đang mong đợi thời gian có thể qua mau một chút, như vậy cũng có thể sớm hơn chứng kiến kế tiếp trận đấu này. Trận thứ 3, hồn kỹ chi chiến, hoặc giả nó là hồn sư chi chiến, chính là nhất truyền thống hồn sư cùng với hồn sư ở giữa va chạm. Dân chúng đều đang suy đoán, đại biểu cho Tinh La Đế Quốc xuất chiến đã là ai? Hoàng Chính Dương, Trương Quang Dương, hai đại cường giả đều đã thua,
Như vậy có thể tại hồn sơ kỳ chi chiến ra sân hậu tuyến này phạm vi cũng đã rất nhỏ, tu vi ít nhất là siêu cấp đấu la dùng thượng tầng, không thể nghi ngờ chu lần đó xa hồn kỹ còn phải có đặc sắc, còn muốn đủ cường đại phải có chiến thắng đường phố lần nắm chắc mới được. Trận đấu này đối với Tinh La đế quốc mà nói vô luận như thế nào cũng không thể nào thua nữa, bởi vì nếu như là nằm ván bà nếu thắng đường phố lần thắng nửa một cuộc rồi, liên này đã lấy được thắng lợi, hơn nữa là dùng ba khung phương thức, dù là đằng sau hai trận Tinh La đế quốc chiến thắng, cái kia chính là để xem ra cũng là đường phố lần chiến thắng. Ngũ thần chi quyết thắng liên tiếp 5 trận một loại này vốn chỉ là không có công bình điều kiện, 5 ván 3 thắng nói thêm một ý nghĩa nào đó, dân chúng ở trong nội tâm đều sẽ dễ tiếp nhận hơn. Đang mong đợi đường phố lần tại hồn sơ chiến đấu biểu hiện ra, đồng thời cũng đang mong đợi đế quốc tường hội ra tại trên hồn sơ chiến phái xa ai xuất chiến. Tất cả loại tin tức này ở bên trên phố đã xôn xao, nói ai đều có. Sáng sớm thì đường phố lần liền lặng lẽ ngoại trừ khách sạn cùng hắn thông hành, còn có ăn bằng cái chụp đầu một nữ tử. Hai người ở bên trên ngã tư đường đi về phía trước. Tinh La thành mấy ngày nay thật sự là náo nhiệt, chung quanh thành thì rất nhiều người đều ôm vào Tinh La, cho dù là không có vé vào cửa đấy cũng muốn tại trong thành phố này cảm nhận được thêm nữa có quan hệ với ngũ thần chi quyết bầu không khí. Miện hạ, ngài thật sự không cần phải vất vả một chuyến, đường phụ lần lúc này hướng bên người của lữ tử nói ra, lại mang theo cái chụp đầu lữ tử đúng là thánh linh đấu là nhã lý.